Đùa một chút thôi, thì chính cô gái đó vẫn là người đang ở bên cạnh mình cho đến bây giờ. Không nhất thiết sẽ là tình ca để mình nhắc nhau nghe chuyện buồn vui đến cạn lời. Vì em đã vô tình cướp con bồ anh đi và cho anh lại một người bạn đời. Thật sự mà nói, trong số rapper thì Huyền thấy Lan LD là một người rất là điển trai nè đó, và cũng có rất là nhiều những ca khúc hit. Vậy thì Lan đánh giá như thế nào về những đối thủ của mình trong chương trình? Lăng đánh giá cao tất cả mọi người, tại vì mình đồng hành với mọi người trong suốt cả quá trình thực hiện chương trình cũng như là thi và tập luyện. Thực tế có rất nhiều bạn hay, và có thể khi mà qua màn ảnh mọi người xem, mọi người thấy vẫn chưa chưa có bùng nổ, nhưng thực tế đối với những người như Lăng hay là các bạn thì sẽ có cái cảm giác đó là tâm lý sân khấu, và nó cũng đã bớt đi một phần lửa trong mọi người trong cái thời điểm đó. Chứ thực tế thì tất cả mọi người rất là hay, tại vì vòng casting cực kỳ nan giải và rất là khó khăn ở vòng đó trước khi vào vòng 1, cho nên khi đã vào cái vòng ghi hình rồi thì tất cả đều là quái vật. Tất cả đều là quái Quái vật. vật, mọi người đều có một cái thế mạnh, một cái hay riêng hết. Không 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 thể nào mà đánh giá thấp ai được. Và Huyền thấy có một điểm hay là từng bạn thí sinh đúng không, được khai thác một chủ đề khác nhau, một chất liệu âm nhạc rất là độc đáo. Với Lăng là một bài hát đã đi vào lòng người rồi, bài hát lên là Quỳnh Hương. Thì không biết là các bạn khán giả đang theo dõi livestream, các bạn có muốn Lăng LD ngày hôm nay thể hiện lại bản rap này mộc mạc ngay tại chương trình ngày hôm nay không? Các bạn hãy comment nha, và mình sẽ lên đọc comment một chút xíu. Thả tim cho Lăng mãi ủng hộ. Cảm ơn bạn Nguyễn Linh nha. Với bạn có tên gọi rất là dễ thương là Chả Giò, anh cũng là quái vật đấy. Anh chắc chắn là Yeah, quái vật, em biết anh là ai mà. trời ơi. Trời ơi, và được các bạn That's khán giả my động brother. viên như này thì chắc chắn là Lan MD sẽ có thêm thật là nhiều động lực đúng không? Cố gắng thật nhiều Vâng. trong chương trình. Ok, bây giờ mình sẽ rap lại ca khúc đã thể hiện trên chương trình Rap Việt được không? Ok, nhưng mà mình làm một đoạn thôi nha. Đây là cái phần vơ 2 đi, mình thích cái phần đó nhất. Vơ 2, không nhạc nha, mộc mạc Rồi, hoàn toàn ok. luôn để mọi người nghe được chất giọng rap của Rồi. Lan MD. 3, 2, 1, yeah. Không nhất thiết sẽ là tình ca, vì nhiều khi nghe qua cả bài nhạc nó cũng không giống. Chắc do em thương anh quá mà tin theo lời anh hứa suông, em dành thanh xuân trong ngóng. Thằng đàn ông vô công rỗi việc, nhưng ai cũng nghĩ giỏi thiệt. Em mong mình có đám cưới dù không linh đình như buổi tiệc. Nhẫn cỏ anh trao chỉ làm em la lên dính quá, chứ làm gì có chỗ để cẩn hộp xoàn đính đá. Nhưng anh biết mình yêu khoảnh khắc ấy và không có gì hơn. Ta tìm thấy chân tình nơi căn phòng trọ mì tôm, nhiều khi nghĩ có người chịu thương coi như cũng hên lắm rồi. Đôi môi em là đèn đỏ sau lưng bao kẻ lôi nhôi bấm còi nè. Không nhất thiết sẽ là tình ca để mình nhắc nhau nghe chuyện buồn vui đến cạn lời. Vì em đã vô tình cướp con bồ anh đi và cho anh lại một người bạn đời. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái big up for Lan LD mọi người ơi. Và Give it cái câu cuối là bây giờ là thành một câu hot trend rồi, Lan up biết không? Và em đã cướp con bồ anh đi và trao cho anh lại một người bạn đời. Đây là for một câu thả thính, phải nói là tất cả mọi người đều đăng hình và copy cái câu này. Thiệt hả? Thật sự Tại là vì như Lan không có vậy. thấy được, Lan Tại không vì thấy cái được. câu này nghe nó rất là dễ thương, rất là mộc mạc nè. Bây giờ Huyền cảm thấy gato với cái bạn người bạn gái họ Huỳnh đó. Ôi. Thì Lăng bây giờ Lăng có thể tả lại được không? Mọi người có tò mò về người bạn gái của Lăng LD mà khiến cho Lăng phải viết tên bài hát này không? Tả một chút về cô ấy thôi. Tại vì cô ấy hả? Tả về cô ấy. 42 kg, cao 1m4 nhưng lại xém làm tim anh hết chỗ nè. Thầy bói đã nói rồi, tới em về nhà là đời anh hết khổ. Thì đùa một chút thôi, thì chính cô gái đó vẫn là người đang ở bên cạnh mình cho đến bây giờ, và cũng đã trôi qua nhiều ca khúc mình cũng đã viết cho cô ấy rồi. Và Đó là cô gái 42 kg của mình. 42 kg. Đúng. 42 kg. Vậy thì hai bạn đã ở bên nhau được bao nhiêu lâu rồi? Hiện tại thì cả hai cũng đã quen nhau giữ gìn tình cảm nên chắc cũng được 7 7 năm mấy, 8 năm rồi. Một người bạn gái 7 năm. Đúng rồi, tụi mình học học cấp 2, trong cái khoảng thời gian cấp 2, cấp 3 mình học cùng với nhau, mình
ở gần nhà nhau và mình lớn gọi là cô hàng xóm đó, ừ, cũng có thể là thanh mai trúc mã với nhau. Ồ, không tới mức đó nhưng mà cũng là rất là sớm, là bạn học. 7 năm là một tình cảm rất là dài, rất đáng là trân trọng. Đúng. Và không biết là tính đến thời điểm này thì Lăng thiết sáng tác được bao nhiêu ca khúc cho người bạn gái họ Huỳnh đó rồi? Rất nhiều rồi. Nếu mà về phía mọi người nghe thì cũng chỉ được vài bài thôi, còn những bài mình để dành riêng cho mình nữa. Nên là mình sẽ có những cái bài để mình nghe. Người bạn gái đó họ Huỳnh, còn tên là tên gì vậy? Không chỉ đâu, không nói chỉ đâu. Hay là bây giờ mình đoán thử đi, các bạn khán giả thử đoán thử xem là người bạn gái này tên gì nha, và comment hay là cần nhiều. Nếu mà ai đã từng nghe nhạc của Lăng trước đó và nhiều thì chắc chắn sẽ biết Huỳnh gì. Tại vì mình đã từng đề cập đến cái tên này trong một cái bài nào đó rồi. Wow. Chưa biết là có ai biết hay không thôi, để coi có fan cứng hay không nè. hay là ca khúc Quỳnh Hương, hay có thể là bạn gái tên Hương không? Mọi người nghĩ là người bạn gái tên gì, mọi người comment. Để mà bây giờ Huỳnh đọc thử xem nha. Lăng cũng đọc comment thử xem. Ok, Lăng sẽ đọc nè. Trời ơi, cô nào mà sao thật sự là quá là may mắn phải không mọi người? Và không, khi mà cái phần dự thi của mình cho chương trình Rap Việt qua rồi thì lúc đó người bạn gái phản ứng như thế nào? Bị lên xuyển. Tại sao? phải ôm lại. Tại vì bạn gái mình bị xuyển bẩm sinh ấy. Cho nên là sức khỏe kém lắm, mỗi lần xúc động thì hay bị như vậy. Thấy thương vậy. Là lúc đó là có mặt ở tại hậu trường không? Tại trường không? Không, cái này là khi phát lại rồi. Ở nhà hai đứa cùng xem với nhau á. Ôi, thương vậy hả? Giấu kỹ luôn. Lắm. Giấu kỹ. Nhưng mà bây giờ chắc chắn là nhiều người đang rất là tò mò về người bạn gái đó rồi. Thì không biết là người bạn gái đó cảm thấy như thế nào? Ôi, chết, quên lo đọc comment, hỏi lại Lăng lần nữa được không? Đây, mọi người, có bạn tên là Tâm Nguyễn, còn John Lăng LD có hỏi là có phải Huỳnh Hiểu Minh không? Ôi, diễn viên TV. Nha, rồi bà SB Nguyễn bảo là tôi biết nè, vậy là ai vậy? Mọi người comment thử xem. Ôi, nha. Bạn Yên Di thì chúc là hạnh phúc nhé Lăng, dễ thương ghê. Đó, và có thêm một khẩn cầu nữa từ bạn Diễm Thúy Nguyễn là: anh Lăng ơi, anh hãy hát bài Ý Em Sao Đi. Và đây là một bài triệu view, một bài rất là nổi tiếng. Lăng vừa phát hiện ra có một bạn nói có thể là gần đúng. Hay là Vĩnh Đăng, Huỳnh Ngọc. Có ai cảm ơn Quỳnh Chem luôn kìa, trời ơi. Tâm Nguyễn nữa hả? Tâm Nguyễn cảm ơn Quỳnh Chem luôn kìa. Sai rồi, Quỳnh Lập. Hay là Huỳnh Lập. Có cái nào vậy không? Giỡn. Có một bạn đã đoán đúng rồi đó. Mình tin chắc đây là real fan của mình. Từ tên bài hát cho tới tên bạn gái mình, người đó đều đúng. Comment nào vậy, Lăng đọc lên đi. Comment của bạn Vĩnh Đăng nha. Vĩnh Comment Đăng. Của bạn Vĩnh Đăng. Comment của bạn Vĩnh Đăng, Huỳnh Ngọc và Thả Một Trái Tim. Mẹ và hai chị hai đang coi em. Dạ, em cảm ơn chương trình đã chấp nối cho em với nhà em được gặp nhau. Nói một chút về gia đình có ủng hộ Lăng từ những ngày đầu theo underground hay là đến tận bây giờ không, để theo rap? Thật sự thì mẹ cũng rất là lo cho mình, nhưng mà lại muốn mình lựa chọn những cái nào mình thích để cho mình vui. Thực tế thì ủng hộ thì là ủng hộ, nhưng không có hoàn toàn kiểu mong muốn mình sẽ làm việc này. Mà không có cản con, nó là muốn con thôi. Giờ tao còn sống ngày nào tao lo cho mày ngày đó. Mày cứ thích chơi thì thôi, mày chơi đi, chơi sao miễn mày biết tính toán lo cho bản thân một chút. Chứ đừng có ham chơi mà không nghĩ ngợi quá. Thì nhờ được cái sự chia sẻ đó của mẹ nói mình cảm nhận được, cho nên là mình cố gắng mình làm sao đó mình vừa thỏa được cái chơi mà mình vừa phải làm. Thì bây giờ mẹ cũng đang theo dõi livestream ngày hôm nay, nếu mà có thể nói một lời thật là cảm động nữa với mẹ thì Lăng sẽ nói gì? Chắc chắn là con sẽ nói là con vẫn giữ lựa chọn của mình và con sẽ không để cho mẹ phải lo lắng quá nhiều vì con. Và con cũng sẽ có thể muốn mình sẽ là bờ vai vững chãi cho gia đình nữa.